Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh Mậu Lan đây là bác sĩ nhãn khoa James Trương của iCare Optometry Fountain Valley. Kính thưa bác sĩ, trong suốt những ngày tháng vừa qua, bác sĩ nói rất nhiều về những cái kỹ thuật mới cũng như là những cái sự biến đổi trong cái làng mà về nhãn khoa. Nhưng mà Mậu Lan ngày hôm nay muốn khoe một chút xíu về máy móc của bác sĩ, tại vì rất nhiều bệnh nhân đến đây khám mắt với bác sĩ và bác sĩ khám kỹ vô cùng. Thưa bác sĩ, mà ngày hôm nay mình có thể nói sơ qua một số những cái máy móc mới bác sĩ có không ạ? Vâng, thưa chị, cái kỹ thuật mới tức là cái digital đó thì nó giúp cho không những cái khám mắt nhanh hơn và khám mắt còn kỹ lưỡng và có những cái hiệu quả và cái kết quả nó tốt hơn. Và một điều thứ hai nữa là trong những trường hợp mà những bệnh nhân mà mình nói là handicap, ví dụ như những bệnh nhân mà họ không có thể nào họ di chuyển được á, thì những cái dụng cụ mà coi như handheld, tức là mình gọi là cầm trên tay á, và những dụng cụ này hoàn toàn rất là tiện lợi, tại vì chúng ta không cần phải để cho bệnh nhân ngồi trên ghế mà bệnh nhân có thể ngồi trên cái xe lăn bệnh nhân để mình khám tại chỗ được, không có cần phải coi như là di chuyển bệnh nhân nó phức tạp mà cũng không có không, bệnh nhân cũng mệt mỏi. Thì đây là tất cả những cái máy handheld. Thì cái máy này mình đi từ phía trước ra phía sau, thì trước hết là cái máy này là cái máy khám về cái giác mạc. Máy này là hoàn toàn là handheld, tức là mình nhìn vô đây và coi như tự cái đầu cái trán bệnh nhân vô và mình có thể điều chỉnh cái khoảng gần xa để mình coi, và mình coi cái mắt bệnh nhân, cái giác mạc bệnh nhân nó có bị gì không bệnh nhân. Rồi kế tiếp nữa là mình có coi đi sâu hơn tí nữa, mình coi cái cườm mắt của bệnh nhân, tại vì một trong những người lớn tuổi thì họ hay bị cườm, thì coi như là mình nhờ cái phương pháp này, quý vị thấy cái ánh đèn đây, và coi như là mình có thể chiếu vào mắt bệnh nhân để mình coi được cái độ cườm của bệnh nhân nữa, đi sâu vào cái sâu nữa, và họ mình có thể dùng một cái kính nhỏ nữa để mình đi sâu, mình coi tận vào cái đáy mắt bệnh nhân luôn. Đó, thành ra cái này là một cái mình gọi là cái rất là khám rất tốt về cả ba phía trước và phía sau, phía giữa và phía sau của cái con mắt. Và Mậu Lan thấy cái này cũng rất là tiện lợi, thưa bác sĩ, là chẳng hạn như là khi mà quý khán giả mà có các em mà nó hơi nhỏ đó, giờ mình có kê bên gối đến mấy thì cũng không có đắp được cái cầm lên trên kia, thì bác sĩ có thể dùng cái máy handheld này để mà khám, phải không ạ? Vâng, đúng rồi chị, tất cả những em nhỏ quá thì các em có thể nhiều khi các em khám những cái vào cái ghế ngồi các em với không tới, các em phải cố ngưỡng cổ lên các em cũng vẫn không tới, thì cái này rất là tiện lợi để mình tất cả các trẻ em nhỏ mình vẫn có thể coi được, và người lớn cũng vậy. Mậu Lan được đi biết là bác sĩ có một cái máy mà đo áp suất mắt rất là tối tân, và Mậu Lan có thể thấy được cái con số nó nhảy khi mà bác sĩ đo áp suất mắt với cái máy này đó bác sĩ. Vâng, thì rất nhiều người đi khám mắt họ rất sợ cái khám mắt là bị cái áp suất là thổi một cái họ giật mình là họ sợ lắm. Thì đây là những cái kỹ thuật mới để mình có thể đo cái áp suất mắt mà không cần phải gây cái sự sợ hãi. Mình có thể bấm và coi như cái máy này nó sẽ đo vào cái ngay cái giác mạc, và từ cái giác mạc nó đo ra được cái con số của áp suất là tương đối là chính xác tới khoảng 95-100% và được FDA approve. Có một cái máy mà Đỗ Minh Dũng và Mậu Lan rất là ngạc nhiên khi mà bác sĩ cầm lên, nó được attach bởi một cái iPhone, và cái này là để nhìn sâu vào trong đáy mắt của bệnh nhân. Không biết là tại sao mình phải cần nhìn sâu vào đáy mắt bệnh nhân để làm cái gì bác sĩ? Chỉ là tất cả những cái đáy mắt của bệnh nhân đó, thì có thể nếu người lớn tuổi có thể có những cái chứng như là glaucoma, dây thần kinh mình nó bị nở ra, hoặc là những cái chứng như macular degeneration là thoái hóa võng mạc, lúc đó chằng sau nó bị chảy máu hoặc là bị đốm, hoặc là những cái chứng trong cái tiểu đường, những cái chảy máu chảy mỡ phía sau mắt, thì tất cả những cái này với ánh sáng ở đây mình rọi vô như vậy là mình chiếu vô và mình đi chiếu sâu vào, mình coi cái đáy mắt của bệnh nhân. Và cái này nó có cái hay là mình có thể record được, tức là trên cái mình bỏ cái thiết bị điện tử vô để mình record lại, nếu trường hợp bệnh nhân bị những cái chứng bất thường trong mắt thì mình có thể record để mình phát hiện là bệnh nhân có bị cái gì hay không, và mình dự trữ vào cái computer trong trường hợp mà bệnh nhân có bị những các vấn đề về mắt. Kính thưa với quý khán thính giả, bác sĩ nhãn khoa James Trương là một vị bác sĩ nhãn khoa rất là ưu tú về trong tất cả mọi ngành nghề, nhất là orthocare. Bác sĩ có cái bằng cấp cao nhất là fellowship đó quý vị. Rồi bây giờ đó là bác sĩ có cái bằng gần như là cao nhất về cái color vision therapy. Đây là một cái phương pháp trị liệu bằng ánh sáng. Quý vị có thể tìm đọc cái bài viết này của bác sĩ trong trang thương mại đó đây trên Nhật báo Người Việt vào ngày 17 tháng 9 năm 2016. Trước khi tạm chia tay, bác sĩ có đôi lời cuối với quý khán thính giả của chúng ta. Vâng, ngoài những cái máy thông thường để khám mắt và phục vụ cho orthokê, chúng tôi còn rất nhiều những máy móc để chụp cái giác mạc để cho orthokê. Và đồng thời chúng tôi có cái máy mới nhất, cái máy này có thể đánh giá được cái độ cườm.
Trước đây là khám độ cườm là chúng ta chỉ đánh giá trên cái độ cườm bằng mắt thường của bác sĩ thôi. Còn cái độ vàng như thế nào, vàng đậm, vàng nhạt và chia làm 4 độ, mức độ vàng và bằng mắt thường bác sĩ. Bây giờ cái máy này có thể đánh giá và đưa ra cho chúng ta in ra cái kết quả là cườm này là độ mấy. Chứ là chúng ta đi từ cái mắt trần tới cái vấn đề khoa học để đánh giá cái độ cườm. Thì cái vấn đề này tôi cũng đang muốn sử dụng để coi như để trong những trường hợp các bệnh nhân có độ cườm vừa phải mà dùng cái Color Vision Therapy để coi như bớt cái cườm đi, thì mình có thể đánh giá cái độ cườm lúc đầu và đánh giá cái độ cườm sau khi before and after để coi cái mức độ mà giúp đỡ của cái Color Vision Therapy nó giúp cho vấn đề cườm mắt như thế nào. Thưa quý vị, đây là cái máy mới nhất mà chúng tôi dùng vào mục đích AutoCare. Máy này có thể chụp cái giác mạc mà với những cái mức độ tinh vi nhất bây giờ. Và cái thứ hai là máy này có thể không những chụp giác mạc mà còn chụp phía trong mắt nữa, tức là cái vấn đề crystal lens, tức là cái thử tinh thể. Và máy này có thể đánh giá được cái độ cườm. Máy này cũng nhằm phục vụ cho cái vấn đề mà phương pháp Color Vision Therapy để đánh giá cái độ cườm và dựa trên cái phương pháp Color Vision Therapy để tan cái độ cườm đó như thế nào, chúng tôi có thể chụp, chúng tôi có thể biết được before and after. Yeah. Cảm ơn bác sĩ nhãn khoa James Trương thật nhiều. Và tất cả những tham khảo với bác sĩ nhãn khoa James Trương đều là miễn phí. Quý vị có thể gọi ở số là 714-418-9607, 714-418-9607. Phòng cận thị hơn là chữa cận thị, thưa quý vị. Đây là những cái phương pháp rất là tối tân và bác sĩ tự tay thiết kế trong AutoCare. Cho nên bất cứ một cái trường hợp nào dù khó khăn nhất, bác sĩ vẫn có thể đạt được kết quả mỹ mãn. Số điện thoại một lần nữa là 714-418-9607. Thưa bác sĩ, hôm nay Mậu Lan được biết bác sĩ sẽ nói về những cái chẩn đoán và điều trị những cái phương pháp mới nhất của y khoa trong cái ngành nhãn khoa, phải không ạ? Vâng, thì nó cũng không phải là mới nhất nhưng mà nó mới. Vâng, trong cái vấn đề chẩn đoán và vấn đề điều trị của cái ngành mắt trong cái lĩnh vực nhãn khoa. Và cái này là những cái phương thức mới giúp cho chúng ta có nhận biết và coi như có kết quả điều trị hiệu quả hơn. Thì trong cái loạt bài này, những cái bài kế tiếp này cũng vậy, chúng tôi có chia ra những cái trường hợp, những cái điều trị riêng, cái phương thức riêng, mỗi khác cái khác nhau. Thì trước đây chúng tôi trở lại vấn đề chúng ta có Đông y và Tây y. Thì với Đông y thì coi như là cái vấn đề của Việt Nam, hay là chúng ta thường có những cái ở Trung Quốc, hay còn Tây y là phương thức điều trị bằng thuốc. Thì Đông y Tây y thì cũng có phần âm và dương. Rồi trong Đông y có vấn đề những chúng ta gọi là diện chẩn, tức là cái khuôn mặt của chúng ta, là coi như trên cái những bộ phận của chúng ta trên khuôn mặt tương ứng với lại cái khuôn mặt, trong cái ví dụ chẳng hạn như ở một nơi nào đó là gan, nơi nào đó là thận. Còn cái thứ hai là trong cái nhĩ chẩn, tức là chúng ta gọi là cái tai, mặt thì gọi là diện chẩn. Rồi giờ, bây giờ người ta còn có trên tay, lòng bàn tay cũng có nữa, và trên lòng bàn chân nữa. Thì có một cái ngành mới mà chúng ta có liên quan về mắt, thì có gọi là cái lòng đen của mình, gọi là đồng tử. Cái đồng tử của chúng ta, đồng tử thì chúng ta gọi là đồng tử chẩn. Thì trên cái đồng tử chẩn này nó cũng có một cái vấn đề giống như là cái các cơ quan của mình, các nội tạng của mình nằm trên cái lòng đen của mình. Và khi nằm trên cái lòng đen như vậy, người ta có thể đo cái màu sắc, người ta chụp cái hình đó, người ta giữ lại và so sánh theo thời gian. Ví dụ chẳng hạn người này so sánh với cái hình ban đầu để biết cái người này đang bị bệnh gan hay bệnh thận hay là bệnh gì. Đó là một cái lĩnh vực rất hay. Và đồng thời người ta cũng biết là những cái vùng đó nó bị yếu cái gì và có những cái dinh dưỡng gì cần thiết. Thì đây là một cái cuốn sách mà đây là người ta gọi là Iridology. Đó. Thì cái này cũng một cái người mà coi như là doctor và chuyên môn về nutrition. Người này đó là coi như họ về cái dinh dưỡng. Thì đối với cái người này đó, thì coi như là họ dinh dưỡng thì coi như họ dựa trên cái mắt của mình đây. Và đây cũng là một cái bản đồ về bên phải và mắt bên trái. À, đây là chị thấy không, đây là right eye, là bên tay phải, và bên đây là tay trái. Thì trên đây á, họ cho biết các vị trí mà các vị trí của các cơ quan mà giống như là đặt cái bản đồ trên cái mắt của mình vậy đó. Quý vị thấy ở đây nếu mà nói về cái mắt của, thì ở ngay đây cái mắt của chúng ta nằm ngay đây ở phía cái mũi của mình, và nó nằm góc này trên cái mặt. Đây là cái khuôn mặt. Ở đây nếu mà anh sẽ quay lại sát đó, thì đây là khuôn mặt và đây là cái mắt của chúng ta nằm ngay ở chỗ vị trí ngay đây, mắt bên tay phải. Thì tất cả những cái gì, tất cả ở đây là cái thận thì nằm phía dưới này đó. Thì tất cả những cái vùng trên mắt được coi như là được map lên cái bản đồ gọi là
được đặt lên cái bản đồ, mà cái bản đồ nó mình gọi là đồng tử chẩn. Thì với cái khoa học này á, người ta sẽ dùng cái máy móc để họ chụp những cái màu sắc của cái lồng đen của mình, họ chụp, họ để chụp lại hết, xong rồi bắt đầu họ so sánh sau này á. Nếu mà có những cái triệu chứng gì hay là những cái thay đổi gì á, thì trên những cái vùng đó nó thay đổi những cái màu sắc, thì gọi là mình gọi là đồng tử chẩn. Và một điều nữa, họ cũng sẽ dùng những cái đặc biệt, có thể những cái tia hay là những cái ánh sáng để họ chiếu vào những cái vùng đó, để coi như giúp cho cái vấn đề kích hoạt, kích thích lên và tăng cường những cái chức năng của những cái cơ quan này. Đó là cái ngành mà chúng tôi gọi là đồng tử chẩn. Thì đây là những cái khoa học bên cái mạng map này, anh sẽ chiếu cho quý vị coi là bên trái bên phải. Thì đây là đi sâu vô nữa đó, ở đây chúng có cuốn sách họ viết rất là rõ ràng về cái những cái bản đồ của những cái vùng trên mắt, như các cơ quan tiêu hóa, các cơ quan hô hấp, các cơ quan đào thải và các cơ quan tuần hoàn, tức là hệ tim mạch. Để trên những cái vùng này thì mình làm sao giúp cho mình chẩn đoán được trên bằng cái con mắt. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, thì trên cái này chúng ta qua cái này chúng ta biết được. Và đây họ chụp những cái hình màu, quý vị thấy không? Con mắt mình nhìn ngoài là lồng đen đó, nhưng mà đi sâu vào nó có những cái người Âu Châu họ có những cái màu sắc, người Á Châu thì có những cái màu nâu, và trên những màu này nó có những cái đậm lạt khác nhau. Thì đó là những cái, và cuốn sách chúng tôi có rất nhiều cái hình ảnh để cho quý vị thấy là cái sự thay đổi. Chứ chẳng hạn như là những cái nếu chúng ta ăn nhiều muối quá, chúng ta có thể những cái triệu chứng trên cái lồng đen chúng ta hiện ra. Rồi những cái rất là những cái hình, ví dụ chẳng hạn những cái dây thần kinh chúng ta hay là cái đại tràng chúng ta bị cái gì đó, thì nó cũng sẽ hiện lên trên cái nhãn của cái lồng đen của chúng ta. Đó, vâng, thì tất cả quý vị đã lắng nghe, đó là một trong những phương pháp mới giúp chúng ta có thể chẩn đoán và điều trị. Dạ, như vậy thì rất là nhanh bác sĩ, là khi mà con người ta mà càng ngày càng lớn tuổi đó, thì mình bị cái bệnh gọi là bệnh thông manh đó bác sĩ, bị cáo màng mắt á, thì như vậy những cái khu đó nó có bị ảnh hưởng không bác sĩ? Thưa chị, tất cả những cái Việt Nam mình có nhiều cái danh từ lắm, nhưng mà nói chung là tất cả các bệnh giống như bị cườm mắt, yeah, và những cái bệnh giống như cataract là gọi là cườm mắt hoặc là glaucoma, những cái bệnh đó nó, thì nó nằm phía sau. Yeah. Còn cái đồng tử chúng ta vẫn nằm phía trước, cái đồng tử nó vẫn liên quan với những cái vấn đề mà chúng ta vừa nói, là coi như là giúp chúng ta trong vấn đề chẩn đoán và điều trị. Yeah. Còn những cái kia là một cái những cái triệu chứng nó nằm phía sau hơn, nó khác, nó có liên quan những cái vấn đề khác. Cảm ơn bác sĩ nhãn khoa James Trương, và số điện thoại để quý vị gọi để được tham khảo miễn phí và trực tiếp với bác sĩ nhãn khoa James Trương. Số điện thoại là 714-418-9607, 714-418-9607.